Thưa quý vị, dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh việc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, thì việc tiến hành di dời bãi rác số 8 phường Ba Láng, quận Cái Răng nằm trong dự án này cũng rất quan trọng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Và theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, từ hôm nay 18 tháng 11, việc di dời bãi rác này sẽ được tiến hành và dự kiến công việc này sẽ hoàn thành trong 45 ngày. Bãi rác số 8 ở phường Ba Láng, quận Cái Răng có diện tích 4,3 hectare với tổng khối lượng rác trên 162.000 tấn. Trong đó, diện tích trồng lấp cần di dời để thi công cao tốc trên 1,7 hectare, lượng rác cần di dời hơn 67.000 tấn, kinh phí để di dời khoảng 13 tỷ đồng từ nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc. Theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, khi xử lý bãi rác cần phải đào sâu từ 7-8 mét, rộng khoảng 46 mét để phục vụ thi công phần đường dài khoảng 145 mét và hai đường mang cá nối vào quốc lộ 1. Cùng với việc triển khai di dời thì các biện pháp đảm bảo môi trường cũng được thực hiện. Việc cái di dời bãi rác này đó thì theo cái phương án thi công của cái đã được phê duyệt thì ban cũng sẽ đào cái phần mà ảnh hưởng tới cái phạm vi mặt bằng của cái tuyến đường cao tốc di dời sang hai bên. Thì trong quá trình di dời thì có các cái biện pháp về xử lý các cái mùi hôi, các cái nước rỉ rác bằng các cái hóa chất vi sinh. Thì phạm vi di dời thì cũng đã có thiết kế sẵn là mình sẽ dời cặp qua hai bên cái phần đất cũng thuộc bãi rác. Đơn vị thi công sẽ đào sâu để lấy hết 160.000 tấn rác tại đây. Quá trình chuyển rác chia thành 4 lớp, lần lượt đào từng lớp và vận chuyển rác vào khu vực đổ rác. Việc di dời được thực hiện bằng hình thức vét hai bên đường để có khoảng đất trống tiếp tục thi công dự án cao tốc. Rác sẽ được di dời từ trong khu vực giải phóng mặt bằng sang khu vực lân cận trong phạm vi bãi rác hiện hữu. Dự kiến sẽ hoàn tất và bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 để thi công đoạn 150 m tuyến nối của cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với quốc lộ 1. Đơn vị cũng cam kết là theo từng giai đoạn là đây tới cuối tháng 11 thì đơn vị cũng sẽ giải phóng khoảng 50% khối lượng. Còn 30 ngày sau thì đơn vị sẽ cố gắng hoàn thiện bốc hữu cơ ở tầng dưới. Máy móc thiết bị thì đã tập kết về công trình. Thì về cam kết với chủ đầu tư, ủy ban của quận Cái Răng thì đơn vị cũng sẽ hoàn thành sớm để bàn giao cho cao tốc. Về phương án đảm bảo môi trường, trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công lắp đặt hàng rào tạm bao quanh bãi rác và bố trí đường tạm, đường công vụ, thực hiện các biện pháp xử lý mùi hôi, kiểm soát côn trùng bằng chế phẩm vi sinh và có phương án thu gom bùn thải và nước rỉ rác. Bên cạnh đó, để việc di dời được thuận lợi, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng vận động các hộ dân sinh sống khu vực bãi rác giao mặt bằng để thi công. Trước khi khởi công này thì về phía khu vực thì cũng kết hợp với Ban Quản lý Dự án quận để mà triển khai họp dân. Triển khai thì tới giờ phút này thì 18 hộ dân đã nhận tiền xong. Bữa nay thì là ra khởi công. Thì riêng khu vực thì cũng là kết hợp với Ban Quản lý Dự án, với kết hợp với cái đội thi công để quyết tâm vận động người dân thực hiện tốt để sớm giao mặt bằng. Sau khi di dời phần mặt bằng bãi rác đoạn chồng lắp giữa đường cao tốc Bắc Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ lập dự án di dời, xử lý toàn bộ bãi rác số 8. Ở giai đoạn này, đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý chất thải rắn số 2 tại khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai.